Lên xin mến chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay Lên sẽ chia sẻ đến cả nhà cái cách làm ba rọi nhồi với lại trứng muối nè Cái món này Lên thấy rất là lạ mắt, ăn và cũng rất là ngon nữa Và mình có thể là ăn kèm với cơm trắng nè Hoặc là xôi, bánh mì, rất là tuyệt vời luôn Bây giờ mình cùng thực hiện với Lê Anh luôn nha Ở đây Lên có chọn một miếng ba rọi đẹp như thế này tầm khoảng là 300 gram Và cái khổ ngang nó tầm là hai cái lóng tay á cả nhà Mua về thì mình rửa cho thật là sạch ha rồi bây giờ Lan sẽ dùng con dao để mình đi một cái đường dọc theo cái miếng bà rọi này nha đó mình đi ở ở chính giữa như thế này và lúc chọn bà rọi các bạn nhớ là chọn cái miếng đẹp đẹp nè nó không có bị rời cái khúc mở ra ha và mình thọc một cái đường dao uh, qua gần cái đầu bên kia chứ đừng có để cho nó lũng qua luôn ha thì lên có được một cái lỗ ở giữa như thế này và ở đây lên chuẩn bị là ít cái trứng thì mình có mua là năm cái trứng á nhưng mà lúc mà mua về đập ra thì nó còn có bốn cái cả nhà sau đó lên ngâm vào trong cái rượu này khoảng 5 phút rồi bây giờ mình vớt ra mình nhồi vào trong cái cái miếng mà rọi hồi nãy mình đã đã thọt cái lỗ như thế này ha đó lên chỉ cần là dùng cái tay ấn vào rồi mình lùi cho nó nó sâu sâu vào bên trong một chút nữa nha cả nhà đó, sau khi mà lên nhét hết những cái trứng này vào rồi á, thì mình sẽ dùng một cái cây tăm để mình định hình cho trứng nó nằm yên ở bên trong ha để cho nó chín đều ăn nó nó bùi á, nó béo nó rất là ngon luôn đó mình chỉ định hình bên ngoài như thế này định hình xong thì mình dùng kéo cắt hai cái đầu tăm đi cho nó ngắn ngắn lại nha rồi bây giờ lên cho một muỗng canh hành tím băm vào trong thao nè thêm một muỗng canh tỏi băm nữa dằn thêm xíu muối khoảng 1 gram nha cả nhà mình có ở đây là 3 gram hạt nêm nè và 10 gram cái này là mạch nha đó nên cho 10 gram mạch nha vào trong đây và lên sẽ cho tiếp là 25 gram cái sốt ướp đồ nướng hiệu ly cơm kỳ ha 10 g dầu hào 15 g rượu mai quế lộ Không có thì mình cho rượu trắng Rồi lên cho là 1 g ngũ vị hương Một xíu cái màu đỏ để cái thịt của mình nó lên màu đẹp nè 15 g cái này là dầu uhm, Lên sử dụng là dầu mè đó cả nhà Đó mình sẽ trộn đều lên ha đó. mình trộn đều lên là cái sốt của mình nó tan gia vị rồi bây giờ Lan sẽ ướp cái phần thịt vào trong đây luôn. Lan sẽ cho hết cái, cái cục thịt này vào mình ướp và trong lúc ướp các bạn nhớ là mình mình ướp đều các mặt luôn rồi mình xoa cho nó thấm thì mình để ở ngoài khoảng một cho đến là một tiếng rưỡi rồi mình mới đem nấu hoặc là có thời gian thì mình bỏ vào trong ngăn ngăn mát tủ lạnh qua đêm thì nó sẽ thấm nó ngon hơn. Lên cho một xíu dầu vào trong chảo mình phi thêm ít hành với tỏi cho nó thơm á. Rồi bây giờ Lan sẽ cho vào cái miếng thịt này vào để mình áp chảo sơ nè cho cái thịt á nó hơi săn săn lại nha cả nhà. Lúc này thì lên để cái lửa nhỏ ha. Đó mình lăn đều như vậy cho thịt nó săn. Khi mà thịt săn rồi thì lên sẽ đổ hết cái phần nước sốt vào luôn. Và bây giờ mình tiếp tục á, mình cho cái phần nước vào ha Thì cái lượng nước cho vào đây có thể là các bạn đổ nước ngập cái miếng thịt này cũng được Đó bây giờ lên sẽ đổ nước vào tầm khoảng là 400ml nha cả nhà Mình có thể là đổ ngập thịt thì mình nấu á, chút nữa nước nó bốc hơi và nó sắc lại không có sao hết nha Đó khi này là cái phần nước nó sôi lên nè Nó sôi lên mình sẽ hạ lửa nhỏ lại mình nấu riêu riêu để cho nó cạn cái phần nước này trong cái lúc nấu thì các bạn nhớ là mình sẽ đảo thịt á để cho nó thấm đều cái gia vị nha và mình nấu đến cái lúc mà cái phần sốt nó nó hơi sệt sệt là như thế này vậy thì mình vớt thịt ra đó sốt nó sánh nó sệt nè cái còn cái phần sốt này thì mình dùng để là chấm kèm với thịt hoặc là bánh mì rất là ngon luôn bây giờ Lan sẽ cắt cái miếng thịt ra cho cả nhà mình xem nha đó cái trứng rất là đẹp luôn nó nằm ở giữa miếng thịt đó các bạn nhìn rất là đẹp luôn ha bây giờ mình sẽ cắt thành ra từng lát mỏng mỏng để mình ăn kèm với cơm bánh mì hoặc là xôi nha cả nhà nhìn nó đẹp ghê không cái trứng ấy bên trong thì nó ăn nó bùi bùi nó béo béo nó có cái mặn nhẹ nha cả nhà bên ngoài thì thịt thấm đều rất là ngon luôn có thể là chấm kèm với một ít sốt còn dư hồi nãy nè nhìn hấp dẫn chưa chưa mình chúc cả nhà làm thành công những cái món ăn mà lê anh đã chia sẻ nha